Hi, Jessica Cô xin chào. Hôm nay Jessica Cô sẽ review với các bạn về các dụng cụ ăn làm bằng gỗ dừa của Bến Tre Việt Nam. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là mình có rất là nhiều các cái loại dụng cụ ăn làm từ gỗ dừa, như là nĩa, đây là các loại dao, đây là muỗng cà phê, đây là muỗng súp ngắn, và đây là muỗng súp dài. Đây, các bạn thấy đó, mình có rất là nhiều loại, mình có thể làm từ gỗ. Đặc biệt đây là gỗ của cây dừa, là vùng của Bến Tre, là vùng dừa lớn nhất của Việt Nam. Thì một số bạn hỏi mình đó là cái thìa hoặc là cái nĩa này mình có sử dụng là rửa được hay không, mình có thể sử dụng hàng ngày được hay không. Thì xin thưa với các bạn là nó hoàn toàn sử dụng giống như là những loại thì muỗng nĩa bằng kim loại hay là bằng nhựa khác, nhưng được cái là nó rất là tự nhiên nha. Đây là được làm hoàn toàn tự nhiên từ gỗ già cứng của cây dừa. Trên bề mặt thì hiện tại là có 3 phương pháp để mà phủ bề mặt của gỗ này, mà tùy vào nhu cầu của khách hàng mà sẽ chọn là sử dụng cái phương pháp là phủ bề mặt như thế nào. Thì thông thường thì Jessica sẽ phủ bề mặt bằng một lớp dầu thực vật để tạo được độ bóng mịn ở trên bề mặt của muỗng hoặc là nĩa, nhưng thì không hoàn toàn an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng mà không có bất kỳ một chất độc hại nào. Tuy nhiên thì dầu ăn thì nó sẽ không tạo được cái một lớp bảo vệ dày cứng ở bên ngoài giống như là sơn hay là các loại sáp khác. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình sẽ thấy là bề mặt nó sẽ giảm một chút xíu độ bóng mịn so với ban đầu. Thì các bạn thấy đấy, đây là chiếc thìa là mình đã sử dụng khoảng 4 tháng, mình sử dụng hàng ngày, tại vì do mình sử dụng chén gáo dừa cũng như là các loại thìa muỗng bằng gỗ nên mình xài trong gia đình là coi như là hàng ngày. Thì các bạn thấy đấy, đây là mình đã xài hơn 4 tháng rồi, mà thói quen thì đôi khi mình cũng hơi lười rửa chén nên mình ngâm cũng khá là lâu trong nước. Nếu như mà các bạn nghĩ thì các bạn sau khi ăn thì mình vệ sinh sạch sẽ và giữ khô ráo ở trong cái ống đũa của mình thì màu sẽ không có giảm giống như mình. Đây là mình đã sử dụng 4 tháng, màu thì có xuống một chút xíu thôi nhưng mà cũng không đến nổi. Đây là bề mặt là phủ bằng dầu dừa, dầu ăn nha các bạn, hoàn toàn không có hóa chất. Và loại thứ hai nữa đó là phủ bề mặt bằng sơn bóng mờ. Thì các bạn thấy đấy, đây là phủ bề mặt bằng sơn bóng mờ. Thì bề mặt đó từ ban đầu cho đến lúc sau mình sử dụng thì nó sẽ rất là đẹp, rất là mịn, không có thay đổi về cái độ nhám ở trên. Thì tuy nhiên thì độ an toàn thì nó sẽ có một chút khác biệt so với dầu dừa. Ngoài ra còn một loại thứ ba nữa, đó là sáp ong. Thì sáp ong là mình có thể là pha với dầu khoáng để mình đánh lên trên bề mặt của gỗ, để bảo quản bề mặt của gỗ. Thì sáp ong so với sơn thì nó sẽ có độ an toàn nhất định. Tuy nhiên hiện tại thì sáp ong nó vẫn là sáp ong công nghiệp, chứ mình cũng chưa thể sử dụng cái sáp ong tự nhiên do cái chi phí nó cũng khá là đắt. Thì sáp ong tự nhiên thì đa phần sử dụng cho mỹ phẩm và các cái ngành công nghiệp cao cấp. Thì mình sử dụng sáp ong công nghiệp thì đôi khi nó cũng có độ an toàn nhất định. Thì mới giới thiệu với các bạn là về ba cái hình thức phủ bề mặt như vậy. Jessica Shop thì có đủ cả ba loại phủ này. Tuy nhiên trước khi mà tư vấn cho khách hàng sử dụng thì luôn luôn nói rõ rằng là các bạn là chọn cái cách phủ nào. Đôi khi các bạn sử dụng cho các cái resort hay là các cái quán ăn thì mình cần một cái chiếc thìa muỗng nĩa đẹp và có cái thời gian sử dụng lâu dài, thì mình cũng nên sử dụng các cái loại thìa được phủ bằng sáp ong hoặc là sơn. Còn nếu mà mình sử dụng cho gia đình hoặc là đặc biệt là ở bên Jessica là có cái thị trường xuất khẩu thì khách hàng họ rất là khó tính, họ quan tâm rất là nhiều đến an toàn sức khỏe của người tiêu dùng nên họ luôn luôn yêu cầu là mình sử dụng dầu thực vật để mà phủ bên bề mặt của thìa. Ở đây thì các bạn thấy đó, mình có rất là nhiều các hình dạng của thìa muỗng nĩa,
các bạn có thể sử dụng cho rất là nhiều mục đích, hay là thì nhỏ thì nhỏ nha, thì nhỏ cho các bé nhỏ, hoặc là mình sử dụng để mà ăn kem, kem các thứ đầy rất là dễ thương, các loại kem, đặc biệt là các quán cà phê, nếu mà mình sử dụng các loại thìa này để mà thu hút khách hàng, tạo một điểm khác biệt so với những cái quán cà phê hay là quán ăn khác, thì cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt. Mình cũng có thể là khắc logo của mình lên trên thìa hoặc là đĩa nha. Ở đây thì mình giới thiệu cụ thể về kích thước của các loại thìa dao nghĩa ở bên nghĩa Supershop. Thì đây là loại thìa súp, mình hay dùng gọi là dùng cái từ là thìa súp. Thì thìa này dùng để ăn canh hoặc là ăn cơm các loại. Thì so với tô thì các bạn thấy đó, thì nó khá là to, dùng có thể là dùng nên dùng cho người lớn hoặc là các bé lớn, hoặc là các quán ăn dành cho người lớn. Và đây là có chiều dài là 19 cm. Và kích thước thứ hai của mình đó là cũng 19 cm luôn. Tuy nhiên là dùng để cho uống nước. Thì các bạn thấy đấy, đây là một cái cà phê, độ dài là 19 cm. Này thì mình có thể dùng cho các cái loại ly chè, ly sinh tố, hay là các loại ly nước khuấy uống bình thường khi mà mình làm việc ở công sở. Thì các bạn thấy là cái loại cũng cà phê khuấy này thì rất là dễ thương, thoải mái, rất là dễ thương, cũng có thể là mình ăn kem được luôn, rất là nhiều công dụng. Và loại muỗng thứ ba là muỗng súp 16 cm. Muỗng súp 16 cm này thì thông thường là mình sẽ bán combo với lại chén gáo dừa, chén bát gáo dừa. Thì các bạn thấy đó, nó rất là hợp về cái kích thước, tại vì bát gáo dừa này thì sẽ có kích thước là đường kính là từ 13 cho tới 15 cm và độ cao là 6 cm. Thì với chiếc thìa có độ dài 16 cm này thì rất là hợp cho một bộ dụng cụ ăn. Loại nĩa đây thì đây mình giới thiệu là mình có hai loại nĩa, là đó là loại nĩa dài 19 cm và loại nĩa dài là 16 cm. Thì các bạn thấy đó, cả hai loại này thì đều đẹp như nhau thôi. Tuy nhiên là tùy vào cái dụng cụ ăn mà, hoặc là độ lớn của dĩa mà các bạn có thể chọn là độ dài là 16 cm hay là độ dài là 19 cm. Có rất là nhiều mẫu mã để cho các bạn lựa chọn. Và đây là dao thì chủ yếu là JustCoco xuất khẩu sang các nước phát triển, họ sử dụng cho ăn, cho bữa ăn của họ. Dao thì cũng có rất là nhiều hình dạng nha các bạn. Đây là có hình dạng này, dao này rất là đẹp, dao này thì cũng dài, và đây thì dao này thì sẽ có những cái đường cong rất là đẹp. Và cái thứ ba nữa đó là đũa. Thì các bạn thấy là mình có ở đây là mình có đũa gỗ dừa. Thì gỗ dừa thì cũng giống như là các loại gỗ khác thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà đi một bộ thì một bộ dụng cụ ăn là mình có một cái màu sắc gỗ nó tương xứng với nhau. Ví dụ như ở đây là chén, đây là chén ăn cơm bằng gỗ dừa, rồi tô canh, tô súp đây cũng là bằng gỗ dừa. Rồi mình có thể phối với lại là thìa muỗng gỗ, rồi nĩa gỗ, thì các bạn thấy là mình có một cái bộ sản phẩm đồng màu gỗ như thế này thì nó rất là đặc sắc và hấp dẫn. Đặc biệt là mình có nhu cầu để mà mình trang trí món ăn, hay là ở các cái resort hay các cái nhà hàng sang trọng cần có sự khác biệt cho không gian cũng như là các cái vật dụng ở cái khách sạn của mình, thì mình sẽ có thể trang bị như thế này. Đặc biệt là các bạn hoàn toàn có thể là khắc logo của mình lên trên, các logo của mình lên trên các cái vật dụng làm bằng gỗ hay là bằng gáo dừa, hay là các cái dụng cụ ăn bằng muỗng nĩa như thế này nha. Thì các bạn thấy đó là mình có thể là khắc lên trên phần cán nĩa như thế này. Mình sẽ đưa cho các bạn xem một cái nĩa là khắc logo. Thì đây thì mình cũng giới thiệu là một chén. Đây là có một cái chén gỗ dừa, mình cũng khắc logo của cái khách hàng của mình lên trên đây. Thì khách hàng mình sẽ mua như thế này. Đó là một bộ bao gồm chén gỗ, chén gáo dừa và một cái thìa 16 cm như thế này. Thì khách hàng của JustCoco thì chủ yếu là họ sử dụng chén gáo dừa cho các loại sinh tố, cho các loại hàng chay, các loại hàng ngũ cốc, các
thì cái nhận thức của con người về việc bảo vệ môi trường và không sử dụng các cái vật dụng bằng nhựa để bảo vệ môi trường thì đang được chú trọng rất là nhiều. Thì sản phẩm của Tescoco đó là chén gáo dừa và thìa gỗ đang được lòng người tiêu dùng rất là nhiều, tại vì hoàn toàn từ tự nhiên. Chén thì được làm từ phần vỏ cứng của trái dừa, cứng chắc đẹp và hoàn toàn tự nhiên. Sau khi mình không sử dụng nữa thì sẽ phân hủy sinh học giống như là những loại rau củ thực vật khác, và gỗ cũng như vậy luôn. Phần vỏ của trái dừa này thì do nó là một phụ phẩm trong quá trình sản xuất chế biến các sản phẩm từ cơm dừa, nước dừa, thì trước nay thì chủ yếu là sử dụng cho sản xuất than hoạt tính hoặc là than gáo dừa. Thì bây giờ thì Tescoco tận dụng cái phần này để mà cung cấp ra thị trường sản phẩm là chén gáo dừa dùng cho các cái mục đích sử dụng như là sử dụng thức ăn nước, thức ăn nóng, thức ăn lạnh, hoặc là các cái nhu cầu về trang trí thức ăn ở các cái resort hay là khách hàng hay là cái quán ăn của mình thì hoàn toàn có thể sử dụng chén gáo dừa để mà thu hút khách hàng, cũng như là truyền đi cái thông điệp của bảo vệ môi trường, đó là Tescoco và no plastic. Thì hy vọng rằng video review về các cái sản phẩm từ gỗ dừa, dụng cụ ăn như là thìa, muỗng, nĩa, dao, đũa từ gỗ dừa của Tescoco sẽ giúp các bạn có được một lựa chọn tốt nhất cho các sản phẩm làm từ gỗ và từ gáo dừa, an toàn cho sức khỏe và phù hợp với nhu cầu của các bạn. Phần review của Tescoco Shop hôm nay đến đây là hết. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi phần review các sản phẩm này, và hẹn gặp lại ở video review khác. Xin chào.